Lần này là lần đầu tiên mình đi được đi Singapore. Thì được đi học chung với đoàn, nhưng mà mình không chỉ mà đi học không mà được tham quan rất là nhiều nơi bên đây. Mà mới đầu thì mình khi mới qua đây mình cũng chưa có nhiều bất ngờ lắm, nhưng mà khi mà được đi đến nhiều nơi như là ở Sentosa nè, ở Chinese Garden, Zambian Garden với nhiều nơi khác nữa thì mình rất là bất ngờ. Thì ở đây nó có rất là nhiều nơi mà mình phải xem, phải học hỏi. Và mình nghĩ là nếu mà lần sau mà tổ chức đi ở đây nữa là mình sẽ đi nữa, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đi nữa, để học hỏi nhiều điều hơn. Và lần này mình nghĩ mới học được có chút chút gì đó thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời rồi.